Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra những trọng tâm nhằm đưa đất nước thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm mới 2019. Người dân Việt Nam và thế giới đón năm 2019 với những hy vọng về một năm mới an lành và hạnh phúc. Tôi chúc tất cả những ai đang mong lấy chồng, sinh con, thay đổi công việc hay mua xe ô tô mới để đạt được một cách dễ dàng trong năm mới. 9 nạn nhân trong vụ đánh bom gần kim tự tháp Giza, Ai Cập đã trở về nước. Những nạn nhân bị thương nặng ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động tại các cửa khẩu quốc tế ngày đầu năm mới. Thưa quý vị, một năm mới đã đến, một vòng quay mới lại bắt đầu. Từ đêm qua đến hôm nay, chúng ta đều có thể cảm nhận được bầu không khí lễ hội ở khắp mọi nơi. Và trong đêm qua, hàng vạn người dân cả nước đã hân hoan đổ ra đường, đón chờ khoảnh khắc giao thời, hòa chung cảm xúc trong thời khắc đặc biệt của năm 2019. Mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những giây phút tuyệt vời ấy qua ống kính của phóng viên VTV. Tại Hà Nội, bất chấp thời tiết giá lạnh, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng đã đến trong sự hồi hộp đón mừng của hàng trăm nghìn người. Không khí dường như được hâm nóng bởi những màn trình diễn sôi động của các nghệ sĩ nổi tiếng. Tất cả đều được đắm chìm vào một không gian âm nhạc đầy màu sắc. Tôi mong ước cho mình và cho gia đình năm mới, một năm mới thật đến với thật nhiều niềm vui, thật suôn sẻ và công việc ngày càng thành công. Mình muốn là gia đình sẽ đi du lịch nhiều hơn và gia đình sẽ quay quần bên nhau càng ngày càng nhiều hơn, sum vầy hơn. 3, 2, 1, Happy New Year! Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại tiệc âm nhạc ánh sáng Live 2019 đã mang tới một sân khấu nghệ thuật cùng khoảnh khắc đếm ngược không thể mãn nhãn hơn. Phố đi bộ Nguyễn Huệ không còn một chỗ trống, cả biển người đã vỡ òa khi thời khắc giao thừa đã tới và pháo hoa rực sáng cả bầu trời. Buổi tối ngày hôm nay là tụi em rất là hào hứng và phấn khởi vì những năm vừa qua là Việt Nam đã đạt được những cái giải thưởng rất là có giá trị trong nước cũng giống như là bạn bè trên quốc tế và tụi em cảm thấy rất là tự hào. 2019 em xin chúc mọi người có một năm thật là thành công, suôn sẻ và gặp được nhiều may mắn. 10 năm trở lại đây, lễ hội đếm ngược tại Đà Nẵng được tổ chức trong đêm cuối năm dương lịch để giới trẻ và du khách đón chào thời khắc giao thừa. Lễ hội năm nay khiến ai tham gia cũng phấn chấn trước một năm 2019 tràn đầy hy vọng mới. Còn tại thành phố Cần Thơ, Bến Ninh Kiều được chọn làm nơi để đông đảo người dân chờ đón thời khắc chuyển giao từ năm 2018 sang năm 2019. Ai cũng dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho vấn đề bà con nông dân mình là trúng mùa được giá làm ăn phát triển. Thưa quý vị, nhân dịp năm mới 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài viết mang nhan đề Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Trong bài viết, Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ bên ngoài và còn những hạn chế bất cập trong nội tại, thấm nhuần sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đó tạo nên kết quả vượt bậc, toàn diện trên các lĩnh vực của năm 2018. Lần đầu tiên kể từ năm 2008, tăng trưởng kinh tế GDP đạt 7,08%, quy mô GDP tăng mạnh đạt trên 5,5 triệu tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 2.587.000 đô la Mỹ. Kinh tế vĩ mô được duy trì tốt và ngày càng được củng cố. Lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, thể hiện các chính sách vĩ mô được điều hành rất linh hoạt, hiệu quả. Trong bài viết, khẳng định kết quả đất nước đạt được trong năm 2018 là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, bước vào năm 2019, trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước
dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân phải nỗ lực cao hơn, mang trong mình nhiều hơn khát vọng, niềm tự hào dân tộc để cùng nhau đưa đất nước vượt lên mạnh mẽ hơn nữa. Đến năm 2019 là năm đạt kết quả cao nhất như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến với các địa phương vừa qua. Thủ tướng cũng đặc biệt yêu cầu tập thể chính phủ, từng thành viên chính phủ, các bộ ngành, địa phương nghiêm túc lĩnh hội, quán triệt và triển khai đầy đủ những định hướng chỉ đạo sâu sắc và gợi mở tầm nhìn phát triển trên nhiều lĩnh vực của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Xác định 2019 là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, Thủ tướng chỉ ra 6 trọng tâm chỉ đạo điều hành để đạt được mục tiêu đề ra. Trong đó xác định sẽ tập trung phát triển kinh tế, chú trọng củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng cũng xác định tiếp tục phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Ngay ngày đầu tiên của năm mới, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Trong nghị quyết, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm là kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả với 4 trọng tâm chỉ đạo điều hành. Trong đó, Chính phủ tiếp tục nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền kinh tế, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, duy trì và khơi thông các động lực tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chính phủ cũng xác định quyết liệt thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát huy có hiệu quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong nghị quyết, Chính phủ cũng xác định xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân là trọng tâm của năm nay. Cùng với Việt Nam, các quốc gia châu Á đã chào đón năm 2019 bằng những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Như mọi năm, thì Australia là một trong những địa điểm đón giao thừa sớm nhất trên thế giới. Thành phố Sydney của Australia đã chào đón năm mới 2019 bằng màn đại tiệc pháo hoa. Sắc màu đã tô điểm bầu trời thành phố trong khoảng 12 phút trước sự chứng kiến của hơn 1,5 triệu người. Triều Tiên đón chào năm mới 2019 bằng một buổi hòa nhạc và pháo hoa rực rỡ tại trung tâm Bình Nhưỡng. Hàng nghìn người đã tập trung tại quảng trường để thưởng thức các màn trình diễn ca nhạc, cũng như cùng đếm ngược tới thời khắc chuyển giao năm cũ với năm mới. Nước láng giềng Hàn Quốc cũng đón năm mới bằng pháo hoa và các màn trình diễn laser tại một trung tâm thương mại ở thủ đô Seoul. Một buổi lễ đánh chuông truyền thống cũng được tổ chức gần tòa thị chính vào lúc giao thừa. Hàng chục nghìn người dân Nhật Bản cũng như du khách quốc tế đã tập trung tại trung tâm quận Shibuya, thành phố Tokyo để cùng nhau đếm ngược đến thời khắc giao thừa. Mọi người đều hy vọng năm 2019 sẽ mang lại may mắn, hạnh phúc và thành công. Như vậy là năm mới 2019 đã đến với Nhật Bản. Như mỗi lần vào dịp đầu năm, người Nhật Bản đều kỳ vọng vào một cuộc sống thuận lợi hơn, đỡ căng thẳng và áp lực hơn năm trước. Tại Trung Quốc, một chương trình nghệ thuật được tổ chức tại khu tổ hợp thể thao ở thủ đô Bắc Kinh. Đây cũng chính là nơi sẽ diễn ra Thế vận hội mùa đông năm 2022. Chào đón năm mới 2019, màn trình diễn pháo hoa và ánh sáng tại khu vực cảng Victoria của Hồng Kông, Trung Quốc đã tiêu tốn của thành phố gần 1,8 triệu đô la Mỹ. Hơn 300.000 người đã đổ về khu cảng để đón xem màn trình diễn pháo hoa, ánh sáng, âm nhạc kéo dài 10 phút. Còn với người dân châu Âu, dù năm qua là một năm khó khăn với họ, song họ vẫn hân hoan chào đón năm 2019 với những hy vọng về một năm mới an lành và hạnh phúc. Cổng Brandenburg tại thủ đô Berlin, Đức được xem là nơi tổ chức một trong những bữa tiệc năm mới lớn nhất tại châu Âu. Đó thực sự là một bữa tiệc hoành tráng của ánh sáng và âm nhạc. Tại Anh, tháp đồng hồ nổi tiếng Big Ben đã ngân vang trong đêm đầu tiên của năm 2019. Nước Anh đã chào đón năm mới với màn trình diễn pháo hoa rực rỡ ở bờ nam sông Thames.
cùng nhau trên đại lộ Champs-Élysées và hướng về cổng Khải Hoàn Môn trong giờ phút giao thừa một cách hòa bình là hình ảnh cuối cùng cũng đã được diễn ra tại thủ đô Paris sau nhiều lo lắng. Màn pháo hoa được mở đầu bằng hình ảnh hai bàn tay đếm ngược đặc biệt ấn tượng. Đêm giao thừa đón chào năm 2019 đã diễn ra suôn sẻ tại Pháp như hy vọng. Khi tiếng chuông đồng hồ trên điện Kremlin báo hiệu thời khắc đầu tiên của năm mới 2019 là bắt đầu màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục trên bầu trời Moscow. Tại thủ đô nước Nga năm nay, có đến 36 điểm bắn pháo hoa mừng năm mới. Đêm năm mới ở Moscow luôn là đêm không ngủ, đêm của âm nhạc, của ánh sáng, của những nụ cười. Và người Nga thì luôn lạc quan và tự tin vào một năm mới tốt lành đang chờ đợi họ. Và chúng tôi, những phóng viên thường trú tại Liên bang Nga, xin kính chúc quý khán giả của Đài truyền Việt Nam một năm mới an lành, hạnh phúc. Trong các sự kiện đón mừng năm mới thì lễ hội đếm ngược tại quảng trường thời đại ở New York, Mỹ vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Thời tiết giá rét và mưa cũng không làm giảm được sự bầu không khí rộn ràng tại đây. Tin từ nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại New York, Mỹ. Ngay từ đầu giờ chiều, hàng chục nghìn người đã đổ về quảng trường thời đại, bất chấp trời mưa và cái lạnh dưới 10 độ C. Đa số đều phải mang theo đồ ăn và vật dụng giữ ấm. Tôi phải mặc rất nhiều lớp áo chống thấm nước, cố gắng giữ ấm cho cơ thể. Cũng đáng để chờ đợi lâu như vậy, vì chúng tôi được gặp các nghệ sĩ nổi tiếng, được chứng kiến lễ thả quả cầu pha lê và làm quen với rất nhiều người bạn thú vị. Đúng 11 giờ 59 phút, hàng nghìn người đã cùng nhau đếm ngược những thời khắc cuối cùng của năm cũ và chào đón năm mới 2019. Vậy là năm mới 2019 đã đến với New York và các bang ở bờ đông của nước Mỹ. Lúc này đây, nghe tại quảng trường thời đại, mọi người đang trao cho nhau những cái ôm thật chặt và những lời chúc năm mới tốt lành. Tôi cầu mong thịnh vượng và thật nhiều tình yêu sẽ đến với vợ tôi. Cô ấy là một người tuyệt vời. Cầu cho thế giới hòa bình và chúc cho gia đình tôi sẽ hạnh phúc và kiếm được thật nhiều tiền. Chúc mừng năm mới Việt Nam! Cùng với màn bắn pháo hoa, hơn 1 tấn hoa giấy đã được thả xuống quảng trường thời đại. Năm nay, lần đầu tiên có sự xuất hiện của hơn 10 nhà báo trên sân khấu mang theo thông điệp ủng hộ tự do báo chí và phản đối các hành động bạo lực với nhà báo. Chủ đề của lễ hội đếm ngược năm nay là món quà của sự hòa hợp. Người dân Mỹ vừa trải qua một năm 2018 với nhiều chia rẽ và đang kỳ vọng vào một năm mới đoàn kết hơn. Phú Nguyễn, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam, đưa tin từ quảng trường thời đại, thành phố New York, Mỹ. Trải qua một năm đầy cảm xúc thì năm mới đến, ai cũng có những điều ước của riêng mình. Đó có thể là việc thực hiện một mục tiêu cá nhân hay là mong muốn những điều tốt đẹp cho đất nước. Trong tổng hợp sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những nguyện vọng của người dân trên khắp thế giới. Tôi cầu mong thành công, vượt qua kỳ thi đại học năm nay và có sức khỏe tốt. Quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã cải thiện trong năm 2018. Tôi hy vọng không khí tích cực này sẽ tiếp tục trong năm 2019. Như vậy chúng tôi có thể tiến gần hơn đến thống nhất và hòa bình. Năm vừa qua tôi đã làm việc rất nhiều. Năm nay hy vọng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Tôi chúc tất cả những ai đang mong lấy chồng, sinh con, thay đổi công việc hay mua xe ô tô mới đều đạt được một cách dễ dàng trong năm mới. Tôi chúc tất cả mọi người thịnh vượng như gia đình tôi, hạnh phúc, sức khỏe, yêu các bạn. Trong phần tiếp theo của bản tin, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động tại các cửa khẩu quốc tế ngày đầu năm mới. Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Tây Nam huyện đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão đầu tiên của năm 2019. Tối qua tại thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra lễ công bố năm du lịch quốc gia kết hợp đại nhạc hội chào đón năm mới 2019. Năm du lịch quốc gia 2019 có chủ đề Nha Trang sắc màu của biển, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và đậm màu sắc văn hóa, tạo ấn tượng cho du khách.
thông qua các hoạt động sẽ diễn ra trong năm du lịch quốc gia, qua đó khai thác hiệu quả hơn tiềm năng thế mạnh của du lịch biển đảo, phát huy vai trò của du lịch Nha Trang Khánh Hòa trong liên kết vùng, tạo động lực phát triển du lịch biển của các tỉnh vùng duyên hải miền Trung. Cũng trong tối qua, tỉnh Khánh Hòa cũng đã chính thức khởi động trang thông tin điện tử năm du lịch quốc gia 2019. Thưa quý vị, ngày đầu tiên của năm 2019, thời tiết lạnh giá và cũng là ngày nghỉ. Tuy nhiên thì hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra sôi động tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Và những hình ảnh sau đây do chúng tôi ghi lại được từ sáng sớm nay cho thấy những tín hiệu khả quan, hứa hẹn một năm thành công đối với hoạt động xuất nhập khẩu. Từ sáng sớm, từng đoàn xe nối đuôi nhau chở nông sản qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn xuất sang Trung Quốc. Đủ các loại nông sản đã được làm thủ tục thông quan, nhưng nhiều nhất vẫn là thanh long, dưa hấu và chuối. Tại đây, hoạt động xuất nhập khẩu hôm nay sôi động hơn cả ngày thường. Để đảm bảo an ninh trật tự và duy trì hoạt động xuất nhập cảnh đối với người, phương tiện thuận lợi lưu thông giữa cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Pò Trái Trung Quốc, trạm kiểm soát biên phòng Tân Thanh chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đồng thời hướng dẫn sắp xếp phân luồng để tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện lưu thông, tránh tình trạng ùn nứ, ách tắc xảy ra tại khu vực cửa khẩu. Tại các cửa khẩu khác của Lạng Sơn như Cốc Nam, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hoạt động xuất nhập khẩu cũng nhộn nhịp và sôi động. Trong không khí hối hả làm việc, lực lượng chức năng cũng như chủ hàng dường như quên đi thời tiết vô cùng khắc nghiệt với nhiệt độ dưới 6 độ C. Chiêu bài Cốc Nam phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu. Thì theo thống kê chúng tôi đến hiện thời điểm hiện tại đã có hơn 100 xe hoa quả xuất khẩu qua cửa Cốc Nam. Lực lượng chức năng vẫn rất là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thông quan hàng hóa được trôi chảy như bình thường. Nói chung là không có cái chuyện Tết dương lịch ở đây. Ở đây, hải quan và các lực lượng chức năng ở đây không có ngày nghỉ. Năm 2018, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ, riêng xuất khẩu đạt gần 2,5 tỷ. Lãnh đạo tỉnh cho biết, năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn về hạ tầng, nhưng tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn. Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Tây Nam huyện đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 với tên quốc tế là Pabuk. Vào lúc 16 giờ chiều nay, tâm bão cách đất liền Nam Bộ khoảng 500 km về phía đông nam. Cường độ đã bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo từ nay đến ngày 4 tháng 1, bão giữ cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, sau đó đổi sang hướng Tây Tây Bắc. Với hướng đi như vậy, bão ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền Nam Bộ, nhưng sẽ gây thời tiết xấu, gió mạnh, mưa rông trên biển. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới sẽ là phía Bắc vĩ tuyến 5 độ Vĩ Bắc. Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Tại vùng ven biển Phú Yên, những đợt sóng cao đã làm 3 nhà dân ở phường 6, thành phố Tuy Hòa bị sập. 40 căn nhà khác sát biển cũng bị uy hiếp nặng nề. Các bao cát đã được sử dụng để chắn sóng nhưng vẫn không ngăn được các cơn sóng lớn đánh vào nhà dân. Hiện do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực vùng biển tỉnh Phú Yên đang có gió giật cấp 5, cấp 7, sóng lớn vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Điều mà người dân cần nhất lúc này là kè đá tạm thời để ngăn sóng biển xâm thực, giúp họ có nơi ở an toàn cho đến Tết trước khi tái định cư theo chủ trương của tỉnh. Rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày qua đang khiến đời sống người dân trên vùng cao Bắc Hà của tỉnh Lào Cai, nhất là ở các khu vực vùng núi cao gặp nhiều khó khăn. Suốt mấy ngày qua, nhiệt độ ở các địa phương trên địa bàn huyện đều xuống thấp, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Xã vùng cao Bản Phố, dù là thời điểm buổi trưa nhưng nhiệt độ vẫn ở mức 5 độ C. Hình ảnh dễ dàng bắt gặp tại các hộ gia đình là những đống lửa to được đốt lên và duy trì trong nhiều ngày. Đợt rét này lạnh quá, bà con không làm được việc, chủ yếu ở nhà sưởi ấm, làm việc nhà, gia súc gia cầm nhốt trong chuồng nuôi thôi, không có đồ để sưởi nên chỉ lo con cháu bị ốm đau bệnh tật. Để hạn chế các thiệt hại do giá rét gây ra, ngoài việc chủ động tích trữ thức ăn, chống đói rét cho đàn gia súc, chính quyền các địa phương đã hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho đàn gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp như hiện nay. Mấy ngày vừa qua rét đậm rét hại thì nhà em thì
Ban buổi sáng thì nấu cám nấu cho nó ăn, xong đi cắt cỏ về cho nó ăn. Nhà em không thả ra ngoài, lấy nhốt ở trong chuồng, xong hót phân sạch sẽ, xong là bạt quay quanh sạch sẽ, làm nước ấm cho nó uống. Thì hiện tại chúng tôi, tổng đàn gia súc của chúng tôi, đại đa số của chúng tôi ấy, thì có trên 19.000 con. Hiện tại ấy, thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo bà con nhân dân và cũng chỉ đạo các xã là xây dựng, củng cố lại toàn bộ cái hệ thống chuồng trại. Trên địa bàn huyện thì có khoảng 6.800 hộ tham gia chăn nuôi đại gia súc. Theo dự báo, trong những ngày tới, thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Để phòng chống rét hiệu quả, người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Sáng nay tại tỉnh Mondulkiri, Campuchia đã diễn ra lễ khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam Campuchia. Công trình được khánh thành vào thời điểm Campuchia đang có những hoạt động nhằm kỷ niệm 40 năm ngày đất nước giải phóng khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Đài hữu nghị Việt Nam Campuchia ở tỉnh Mondulkiri được xây dựng trên diện tích 3.000 m2 ngay giữa trung tâm thành phố Sen Monorum. Đây là tượng đài thứ 13 được Campuchia khánh thành để hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Đài hữu nghị Việt Nam Campuchia là biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt của hai nước chúng ta. Đây cũng là biểu tượng để nhớ đến công lao của quân tình nguyện Việt Nam và quân đội Campuchia đã giải phóng đất nước Campuchia khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Đài hữu nghị Việt Nam Campuchia là công trình văn hóa, là minh chứng cho lịch sử về sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước để đổi lấy hòa bình và hạnh phúc cho nhân dân Campuchia. Việc xây dựng tượng đài hữu nghị Việt Nam Campuchia sẽ giúp cho thế hệ sau biết được công lao to lớn của quân tình nguyện Việt Nam và Campuchia đã hy sinh xương máu giúp dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Chỉ còn vài ngày nữa, ngày 7 tháng Giêng năm 2019, Campuchia sẽ trọng thể kỷ niệm 40 năm ngày thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot. Tượng đài hữu nghị Việt Nam Campuchia đã trở thành một trong những biểu tượng thiêng liêng cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam và Campuchia. Tuấn Anh, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Campuchia. Cũng trong ngày hôm nay, chính phủ ban hành nghị quyết số 02 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Trong đó, chính phủ xác định tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, cải cách toàn diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành, đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 và đẩy mạnh hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phấn đấu sớm đưa môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nước ta thuộc nhóm ASEAN 4. Thưa quý vị, năm 2018 vừa qua đã để lại dấu ấn đậm nét về thành quả phát triển kinh tế xã hội. Đã từ lâu đất nước mới có một niềm vui trọn vẹn như thế. Tuy nhiên, nếu nhìn vào mục tiêu của năm tới, cũng như của cả nhiệm kỳ này và xa hơn nữa là mục tiêu về một đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, thì thách thức vẫn còn rất lớn. Kết quả phát triển kinh tế xã hội của năm 2018 cũng như trong 3 năm qua đã tạo cho đất nước thêm niềm tin để tiến bước. Bởi những yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm nay và những năm sau không cho phép ai được ngủ quên trên vòng nguyệt quế mà cần phải có khát vọng dân tộc để bứt phá. Sau 10 năm, lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP đạt 7,08%. 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt. Do đó, Việt Nam là một trong số ít nước đạt tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Nhưng điều có ý nghĩa hơn cả là tăng trưởng kinh tế cao nhưng lạm phát thấp nên người dân đều được thụ hưởng thành quả của tăng trưởng. Thế nhưng, dù quy mô của nền kinh tế Việt Nam hiện đã đứng trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, song nếu không tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng trên 7% mỗi năm trong những thập niên tới đây thì Việt Nam vẫn không thể thoát khỏi nguy cơ tụt hậu. Vì thế mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao một nhiệm vụ với rất nhiều thách thức cho chính phủ và chính quyền các địa phương. Chúng ta từ chính phủ đến chính quyền các địa phương quyết tâm trực triển khai thực hiện tốt các cái nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội. Như với tinh thần nói gọn một câu thôi, năm 2019 phải hơn năm 2018 trên tất cả các phương diện.
Để phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chỉ đạo, thì trong bài viết trong ngày đầu tiên của năm mới 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Chính phủ xác định rõ năm nay là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực. Vì thế, phương châm hành động của Chính phủ năm nay ngoài kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả như năm ngoái sẽ có thêm bứt phá. Vì chỉ có bứt phá và có khát vọng dân tộc thì Chính phủ và chính quyền các địa phương mới tạo thêm được một dấu ấn trong năm 2019, năm bản lề của cả nhiệm kỳ này. Một cái khát vọng của dân tộc vượt khó vươn lên, không chịu nghèo đói, lạc hậu. Hệ thống chúng ta, pháp luật chúng ta, công tác tư tưởng của tổ chức chúng ta phải phục vụ cho cái việc vươn lên của dân tộc, không để dân tộc ta yếu kém so với các dân tộc khác. Tăng tốc, bứt phá trong năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, vì nếu tiếp được đà tăng trưởng kinh tế trên 7% thì sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch của nhiệm kỳ này và cả chiến lược của cả 10 năm. Thế nhưng, thách thức lớn nhất của chính phủ là làm sao để các đầu tàu kinh tế như thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng tăng trưởng cao trở lại. Các cực tăng trưởng mới như Hà Tĩnh, Hải Phòng, Thanh Hóa và Quảng Ninh tiếp tục đà tăng trưởng cao. Còn các tỉnh thành khác cũng có chung khát vọng để bứt phá nhằm chí ít cũng dần tự chủ được ngân sách. Quan trọng là Việt Nam có thể tạo cái nền móng phát triển nó vững chắc hơn, tức là đẳng cấp hơn, tiêu chuẩn quốc tế hơn và mọi người có tính chuyên nghiệp cao hơn. Kể cả về từ bộ máy đến doanh nghiệp cũng như người dân phải ý thức rõ được vấn đề này. Thế thì cái đột phá ở đây thì theo tôi nghĩ là đột phá theo kiểu ở một mảng hay một khu vực không có, tất cả đều phải đồng bộ để tiến lên, hoàn thiện chính mình. Bứt phá là làm sao chúng ta phải thay đổi được tư duy. Tư duy của người lãnh đạo cho đến tư duy của những cái cán bộ quản lý ở cấp trung và cơ sở. Đúng không? Rồi chúng ta phải không chỉ thay đổi về tư duy mà chúng ta phải vượt qua được cái sức ì của cả hệ thống của chúng ta. Phải xóa bỏ được cái gọi là trên nóng dưới lạnh mà đã được nói đến lâu nay. Đúng không? Đấy, trên nóng dưới lạnh, ở giữa ấm ấm, nói như thế. Thực tế là như vậy. Một thách thức khác trong năm nay là chính phủ cần tiếp tục tạo được bứt phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để giải phóng sức sản xuất và khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, đi cùng với việc có chính sách cụ thể để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng cùng với những cái cải cách mạnh mẽ về thể chế và hội nhập thì chính là cái cỗ xe tam mã để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và các cái doanh nghiệp Việt Nam. Và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang được khơi dậy và chưa mạnh bao giờ mạnh mẽ như hiện nay. Từ 2019 này, riêng về điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành thì tiếp tục thực hiện những thứ còn lại của 2018, nhưng có lẽ cái nỗ lực nhiều hơn ở cái tổ chức thực hiện. Và tổ chức thực hiện thì vai trò của các bộ trưởng, đặc biệt vai trò của các chủ tịch ủy ban nhân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương lại hết sức quan trọng. Năm 2019 phải hơn năm 2018 trên tất cả các phương diện. Nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giao cho chính phủ và chính quyền các địa phương hàm chứa một niềm tin rất lớn. Dù có nhiều thách thức nhưng nhiệm vụ này là hoàn toàn có khả thi, bởi chỉ nếu nhìn vào đầu nhiệm kỳ này với vô vàn thách thức, thế nhưng với khát vọng và niềm tin, nền kinh tế đã đạt được nhiều kỷ lục. Vì thế, trong bài viết đầu năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi trong năm 2019, mỗi người Việt Nam hãy mang trong mình nhiều hơn khát vọng, niềm tự hào dân tộc để cùng nhau nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây vừa tròn nửa thế kỷ. Bước sang năm 2019, quy mô của nền kinh tế đã tăng gấp 1,3 lần, GDP bình quân đầu người tăng 440 đô la Mỹ so với đầu nhiệm kỳ, đời sống của người dân ngày một được cải thiện. Dựa trên nền tảng này cộng với một tư duy đột phá và khát vọng vươn lên, 2019 dự kiến sẽ giúp Việt Nam hoàn thành được những mục tiêu trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 mà nghị quyết của Đại hội Đảng 12 và nghị quyết của Quốc hội đề ra. Tối qua, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình Vinh danh Thanh niên tiêu biểu năm 2018 và chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2019. Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trao thưởng vinh danh 18 gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh đã có nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, đóng góp trí tuệ và sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.
năm 2018, kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát triển và đạt kết quả tích cực. 12 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8,34%. Trong kết quả chung này, luôn có phần đóng góp quan trọng của tuổi trẻ, những người luôn xung kích đi đầu trong các phong trào của địa phương. Ngay ngày đầu năm mới, cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng đã tấp nập các container hàng hóa. Đây là một trong những thông tin phấn khởi mà chúng tôi tổng hợp đến quý vị trong cụm tin sau đây. Ngay sáng nay, hàng trăm container hàng hóa, chủ yếu là các loại nông sản đã được thông quan thuận lợi sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Các lực lượng liên ngành quản lý cửa khẩu đã làm việc như những ngày bình thường để phục vụ nhu cầu giao thương hàng hóa giữa doanh nghiệp hai bên. Năm ngoái, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ. Cũng trong sáng nay, chuyến hàng đầu năm mới do tàu Singapore chuyên chở đã cập cảng Tiên Sa 5, thành phố Đà Nẵng. Năm ngoái, cảng Đà Nẵng đã chính thức đưa vào sử dụng hai cầu tàu mới thuộc dự án mở rộng giai đoạn 2 cảng Tiên Sa với tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng. Qua đó, tăng lưu lượng tàu cập cảng, rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng. Sản lượng hàng hóa qua cảng Đà Nẵng năm ngoái đã đạt gần 8,7 triệu tấn. Sau nhiều ngày đánh bắt trên biển, những con tàu của ngư dân Hà Tĩnh đã cập cảng trong niềm vui mừng phấn khởi vì đầy ắp hải sản. Nhiều tàu đã mang về 3 đến 5 tạ cá, trị giá hàng trăm triệu đồng. Không chỉ có niềm vui được mùa, chuyến biển đầu năm nay, ngư dân càng phấn khởi hơn khi hải sản đánh bắt về đã được các thương lái thu mua tận nơi với giá cao hơn từ 10 đến 15%. Nam Trung Bộ hiện là khu vực có đội tàu khai thác thủy sản trên biển khá lớn, lên đến hơn 40.000 chiếc. Mỗi chuyến ra khơi của ngư dân không chỉ đơn thuần là khai thác hải sản, mà họ còn có nhiệm vụ bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, khai thác có trách nhiệm. Ngay bây giờ chúng ta hãy đến với một làng biển ở Phú Yên để tìm hiểu xem ngư dân nơi đây mong ước điều gì cho năm 2019. Bến cá ở làng Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là nơi mà gần như tất cả người dân trong làng có mặt vào mỗi sáng sớm. Từ 5 giờ sáng, ở đây đã sôi động với những mẻ lưới sau một đêm ra khơi. Chuyến ra khơi này đã mang về cho anh Phong 1 triệu đồng. Đó là nguồn thu nhập khá cao của ngư dân làng biển này, nên ước mong trong năm 2019, đêm nào ra khơi cũng như vậy là niềm vui với ngư dân. Nếu mà một tháng tính ra là mình thu nhập cũng được 20 triệu chứ anh, được không? Cũng tùy theo à, có khi nó im quá thì không qua tới đó. Nếu mà năm nào không động, thuận tơi, thuận đất cũng có. Làng Đồng có hơn 400 tàu khai thác hải sản, cả làng người dân sống dựa vào biển. Đây cũng là địa phương đang triển khai dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững. Có nghĩa là mỗi ngư dân khi ra khơi, khai thác phải có trách nhiệm. Năm qua, mỗi chuyến biển của ngư dân ở đây không lãi cao như mỗi năm. Vì thế, ngư dân càng kỳ vọng biển năm nay sẽ mang lại cho họ nhiều niềm vui hơn. Em cũng ước mơ cho biển nó khé, đem ngư gì cũng gặp đó hết. Thì lưới là gặp ké, cua tôm ở đây lưới, đây sống. Về đi câu, ké lớn, ké nhỏ cho đây sống, đây ghi hết, đem ngư gì may mắn đó hết. Năm nay rồi làm ăn rồi cho thuận lợi, đánh bắt rồi cho ké tôm rồi cho nhiều vậy, ước vọng là vậy á. Cả tỉnh Phú Yên hiện có hơn 4.200 tàu khai thác hải sản. Đây là một trong những tỉnh có nghề cá đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Và mỗi làng biển, như làng Đồng này, mỗi chuyến ra khơi đánh bắt được mùa, đó chính là niềm vui, là ước nguyện của ngư dân. Xin được chuyển sang nhiều thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay, chuyến bay chở thân nhân và 9 nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ đánh bom gần kim tự tháp Giza, Ai Cập đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. 4 nạn nhân bị thương nặng ngay lập tức đã được đưa đến bệnh viện Đại học Y Dược, trong đó có 2 bệnh nhân nặng phải hồi sức tích cực. Bệnh viện sẽ tập trung các bác sĩ giỏi nhất, trang thiết bị hiện đại nhất, thuốc tốt nhất, đồng thời có cả các khoa vật lý trị liệu và đơn vị tư vấn tâm lý để giúp người bệnh sớm hồi phục. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, hiện vẫn còn 6 du khách đang ở Ai Cập, trong đó 3 nạn nhân tử vong đang được hoàn thành thủ tục pháp lý lo hậu sự, 3 nạn nhân bị thương đang được tích cực điều trị. Các cơ quan chức năng hai phía đang phối hợp tích cực để đưa 6 nạn nhân này về nước nhanh nhất. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Đây là thời điểm mà người dân bắt đầu quay trở về các thành phố lớn sau những ngày về quê hay đi chơi xa. Do đó mà tình hình giao thông tại các thành phố như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh đang có những diễn biến khá phức tạp bởi lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, ngay từ đầu giờ chiều nay, người dân các tỉnh thành đổ về thủ đô Hà Nội
khiến các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố bị ùn tắc cục bộ. Từ hơn 4 giờ chiều, tuyến đường vành đai 3 trên cao, đặc biệt trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đã xảy ra ùn ứ giao thông, các phương tiện di chuyển khó khăn. Khu vực xung quanh các bến xe, lượng phương tiện dồn về cùng một thời điểm, làm các tuyến đường như Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng cũng rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ. Từ khoảng 16 giờ chiều thì người dân ở các tỉnh thành miền Tây cũng đã bắt đầu đổ dồn về thành phố Hồ Chí Minh, khiến áp lực giao thông gia tăng trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Chánh. Sở dĩ giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Tây khá áp lực và đông phương tiện vào buổi chiều tối, một phần vì người dân các tỉnh miền Tây thường có thói quen di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm này để tránh nắng nóng. Tại các tuyến đường ra vào cửa ngõ thành phố như xa lộ Hà Nội, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cầu Bình Triệu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều tối nay cũng ghi nhận có hiện tượng ùn tắc. Còn trên các tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ và ngay cả các tuyến nối về các điểm du lịch, trong chiều nay lượng phương tiện giao thông tăng nhiều. Ùn tắc giao thông cục bộ đôi lúc cũng xảy ra, nhưng đã được giải quyết nhanh chóng nhờ các lực lượng đã có sự chuẩn bị từ trước. Trong những ngày trung tuần tháng 1 này, tại thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra diễn đàn du lịch ASEAN ATF do Việt Nam đăng cai. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng du lịch. 2018 cũng khép lại một năm thành công của du lịch Việt Nam với hơn 15 triệu lượt khách quốc tế và sự thay đổi diện mạo du lịch ở nhiều địa phương. Hôm nay, đoàn khách Đức đi thăm vịnh và làng chài bằng thuyền thúng. Cảnh sắc Hạ Long tuyệt đẹp rồi, cơ sở lưu trú cũng rất chất lượng, bài bản. Năm nay, Quảng Ninh đón gần 14 triệu lượt khách, thời gian lưu trú tăng lên 2-3 ngày. Đóng góp vào thành công này là loạt công trình chất lượng của các nhà đầu tư lớn. Quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long với trung tâm hội nghị quốc tế, hệ thống khách sạn, villa có sức chứa gần 2.000 khách, sân golf tiêu chuẩn quốc tế mới đi vào hoạt động, đáp ứng dòng khách cao cấp. Đây là nơi tổ chức lễ khai mạc và bế mạc năm du lịch quốc gia 2018, khai mạc diễn đàn du lịch ASEAN 2019 với trên 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Các nhà đầu tư chiến lược đến với Quảng Ninh có rất nhiều, đặc biệt là Vingroup, tập đoàn Sun Group, tập đoàn FLC với các cái đầu tư của các cái tập đoàn kinh tế lớn này thì đã làm cho diện mạo đô thị của Quảng Ninh, diện mạo đô thị của Hạ Long và các cái sản phẩm du lịch của Quảng Ninh, du lịch của Hạ Long nâng tầm lên một cái đẳng cấp mới, thu hút được các cái dòng khách du lịch cao cấp. Không chỉ Quảng Ninh, diện mạo du lịch nhiều địa phương khởi sắc nhờ vào sự quyết liệt của chính quyền, sự chung tay của doanh nghiệp và cộng đồng. Sầm Sơn, Thanh Hóa, từ một điểm đến tự phát, thời vụ, đã trở thành lực hút du lịch biển bốn mùa, được đầu tư bài bản nhờ quần thể nghỉ dưỡng lớn và các bãi tắm công cộng. 2018, Thanh Hóa đón 8,2 triệu lượt khách, tăng gần 20%, tổng thu du lịch tăng kỷ lục gần 33% so với năm ngoái. Còn Bình Định, từ mảnh đất hoang sơ đã vươn lên thành điểm đến mới nổi của Nam Trung Bộ nhờ bứt phá về hạ tầng, nổi bật là quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. Năm qua, khách nội địa và quốc tế đến Bình Định đều tăng 10%. Chưa bao giờ du lịch được quan tâm như hiện nay và chưa bao giờ du lịch được đón một cái dòng đầu tư rất là lớn của những cái nhà đầu tư chiến lược, đầu tư những cái sản phẩm du lịch có đẳng cấp, có quy mô lớn và giá trị rất là khác biệt đối với lại thế giới như hiện nay. Năm 2019, Việt Nam phấn đấu đón 18 triệu lượt khách quốc tế.